Lực lượng cứu hỏa Séc kể từ Chủ nhật vẫn đang tiếp tục chiến đấu dập tắt đám cháy ở trong vườn quốc gia České Švýcarsko. Vụ cháy đã thiêu rụi gần 1.000 hecta rừng. Các đơn vị cứu hỏa cũng đã bắt đầu chặt cây và tạo vành đai chữa cháy. Đám cháy lớn ở vườn quốc gia České Švýcarsko vẫn chưa nằm ở trong tầm kiểm soát. Lực lượng cứu hỏa đang tập trung dập tắt các đám cháy nhỏ ở trên núi đá phía trên ở Žensko và giữ khoảng cách an toàn với ngôi làng Janov chưa được sơ tán. Vụ cháy đã thiêu rụi gần 1.000 hecta rừng. Khoảng 400 lính cứu hỏa hiện đang cố gắng dập tắt đám cháy. Hơn 450 người đã được sơ tán. Các đơn vị đã bắt đầu chặt cây và tạo vành đai chữa cháy. Hiện tại, ngoài lực lượng cứu hỏa Séc đến từ 7 vùng, các nước Ba Lan, Slovakia và Thụy Sĩ cũng đã gửi trực thăng tới trợ giúp để dập lửa. Vào sáng nay, trời đã mưa nhẹ ở vùng České Švýcarsko. Thời tiết nhìn chung đã dễ chịu hơn một chút đối với những người lính cứu hỏa so với những ngày qua, khi công việc dập lửa thường trở nên phức tạp hơn do ảnh hưởng của gió. Theo dự báo của các nhà khí tượng thủy văn, tại khu vực xảy ra cháy có thể sẽ có mưa lớn vào thứ 6 hoặc vào thứ 7, nhưng vẫn chưa rõ tổng lượng mưa sẽ là bao nhiêu và có thể dập tắt được đám cháy lớn hay không.